nữ tổng biên tập đầu tiên của Việt Nam là ai? Bà là con của thi sĩ mùa yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Từ nhỏ, bà thông thạo chữ Hán và chữ Nôm. Năm 1918, bà đã trở thành tổng biên tập của tờ báo nữ giới chung đầu tiên của Việt Nam. Người đó chính là Sương Nguyệt Ánh. Tên thật là Nguyễn Thị Khuê, một người con gái đẹp, tài hoa nhưng gặp nhiều nỗi trung chuyên. Bức ảnh phổ biến nhất khi tìm kiếm trên Google là của bà Đặng Kim Chi, hiệu trưởng đầu tiên của trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Ánh. Bà Sương Nguyệt Ánh đã cùng Cộng sự chủ trương nâng cao dân trí, truyền bá chữ quốc ngữ, đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. Về sau, tờ báo đã bị đóng cửa. Hưởng ứng phong trào đông du của cụ Phan Bội Châu, bà bán một phần điền sản, vận động quyên góp để giúp học sinh sang Nhật du học. Đầu năm 1919, bà rời Sài Gòn về lại Ba Tri, Bến Tre. Lúc này, mắt bà dần mù lòa như cụ Đồ Chiểu. Tuy vậy, bà vẫn tiếp tục sáng tác và dạy học. Bà qua đời năm 1921, thọ 57 tuổi, được chôn cất gần cha mẹ.